the truth is, the facts are indeed not complicated. And I'm going to close out with two questions for the both of you. Did Ukraine open an investigation into the Bidens, Mr. Morrison? Not to my knowledge, ma'am. Ambassador Volker? Not to my knowledge either. Did either of you ever have any evidence of quid pro quo, Mr. Morrison? No, ma'am. Ambassador Volker? I did not. Any evidence of bribery? No, ma'am. No, ma'am. Any evidence of treason? No, ma'am. No evidence of treason. With that, I yield back. Chỉ giới thiệu đây là màn đấu tố Tổng thống dân cử, dân chủ sẽ thảm bại phần thứ hai. Tòa án nhân dân quy ẩn dân chủ không dùng được ở Hoa Kỳ. Mưu đồ cao sâu, nhưng vì dựng trên kịch bản xấu, cho nên không chuẩn bị hết cho sơ hở này. Adam Schiff và ngôi sao nhân chứng Vindman đã mặc nhiên cho khán giả hiểu là họ đã có liên lạc với nhau và bây giờ họ ra mặt chia dấu. Schiff không ngăn chặn thì nhất định tên của kẻ thổi còi sẽ phọt ra từ miệng của ông Vindman, nhưng chẳng lại thì lại lòi ra cả ba cùng thuyền. Cái này người Việt thường gọi là lạy ông còn ở bữa này. Bây giờ đến lượt nhân chứng Tim Morrison, cựu quan chức hội đồng an ninh quốc gia cấp trên của ông Vindman, cho biết ông Vindman thông báo mối lo ngại của mình cho ông. Ông cũng bày tỏ quan ngại đối với ông Vindman về mặt chính sách. Ông Morrison cũng nói thêm là ông đã lo lắng về phán đoán của trung tá Vindman. Ông tiếp tục rằng ông ta không có phải lúc nào cũng thực hiện một phán đoán tốt nhất về quy trình hoạch định chính sách và quy trình của chính sách. Đến đây, bình dân có thể dễ dàng nhận ra Vindman tuy có công, nhưng hành động của ông có phê phái hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn chưa được trả lời. Hơn nữa, trong cuộc điều trần, luật sư Stephen Castor đã vạch ra một điều rất là lý thú. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh của quốc gia Ukraine, tức là ông Oleksandr Denetsk, người đã làm việc cho Tổng thống cũ Viktor Yanukovych từ 2010 đến 2015, từ chức cố vấn đến phó đồng lý văn phòng chính phủ, và đã thân mật dâng cho ông Vindman chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đến 3 lần. Và vừa qua, ngày 30 tháng 9, 2019, thì ông này đã bị Tổng thống mới là Zelensky cho về đuổi ra. Như vậy, ông Vindman thuộc về phái nào? Bình dân từ từ mà nghiệm ra xem. Sự việc thấy vậy mà không phải vậy đâu nha. Còn cựu đại sứ Kurt Volker không có gì mới. Chỉ có điểm đáng chú ý là ông Volker cùng nhìn nhận sự thật với George Kent, cũng như Tổng thống Trump rằng Ukraine là nước đầy dẫy những tham nhũng và Burisma là trường hợp nổi cộm nhất liên quan đến nhiều quan chức khắp nơi. Và theo ý ông thì Joe Biden không dính liền với Burisma, là ý riêng của ông. Bà Alice Stefanik, cộng hòa ở New York, đã hỏi đại sứ Kurt Volker và Tim Morrison hai câu để kết thúc. Đó là, Ukraine có điều tra Biden không? Cả hai đều trả lời, tôi không biết. Có bằng chứng nào trao đổi lợi ích không? Cả hai đều trả lời cái một là thưa bà, không. Có bằng chứng nào hối lộ hay không? Và cả hai đều thưa là không. Thế là xong game. Toàn bộ buổi điều trần, dân chủ đi một vòng 360 độ để trở về điểm cũ. Hai nhân chứng, cô Williams và ông Vindman, đã cùng nghe một cuộc điện đàm, nhưng kết thúc vẫn là tôi nghĩ rằng, tôi lo ngại rằng, và kết cục đã bị ông Ratcliffe xẻ ra làm hai để chứng minh rằng cùng một vấn đề, mới chỉ có hai người đã có hai lối phán đoán khác nhau, thì có thể nào bắt hơn 300 triệu dân đồng ý để trút với một tổng thống? Thật là một ngày buồn cho dân chủ, nhưng vẫn là một ngày để truyền thông thổ tả diễn tuồng bom xèo. We've heard many times in the course of this proceeding that the facts of the president are not in dispute. But the American people are asking, if the facts are the same, why do the crimes that the president is being accused of keep changing? Why do we go from quid pro quo to extortion, now to bribery? Chairman Nunes told you the answer. The answer is polling. Washington Times asked Americans, what would be the most damning accusation? And it didn't come back quid pro quo, it didn't come back extortion, it came back bribery. So this case is all about bribery.
Look, it's bad enough that the Democrats have forbidden White House lawyers from participating in this proceeding. It's hard enough to defend yourself without your lawyers present. But what's even worse is trying to defend yourself against an accusation that keeps changing in the middle of the proceeding. If Democrats accuse the president of a high crime or impeachable offense, he at least ought to know which one it is. And when Speaker Pelosi says this is all about bribery, she's promised us evidence of bribery that would be compelling and overwhelming, and instead, it's invisible. I yield back. Đến ngày thứ tư, nhân chứng quan trọng, ông đại sứ Hoa Kỳ cho EU, Gordon Sondland, trong bài tường trình có câu: "Tôi biết nhiều người trong ủy ban này thường xuyên đóng khung những vấn đề phức tạp này dưới dạng một câu hỏi đơn giản. Có sự trao đổi có điều kiện lợi ích hay không?" Tức là, was there a quid pro quo? Như tôi đã khai trước đây, liên quan đến cuộc gọi Tòa Bạch Ốc và cuộc hội ngộ ở Tòa Bạch Ốc, câu trả lời là có. I know that members of this committee frequently frame these complicated issues in the form of a simple question. Was there a quid pro quo? As I testified previously, with regard to the requested White House call and the White House meeting, the answer is yes. Khi đến câu này, thì Adam Schiff như vớ được cái phao, vội ra micro và tuyên bố chiến thắng, cũng như là vụ án đã kết thúc. Nhưng rồi xẹp xuống như quả bong bóng chì hơi. Khi đến phần câu hỏi, tất cả chỉ là ước đoán, tự giả định hay linh nên rằng, presumption hay là assumption. Và Sondland sau đó đã trả lời luật sư Steve Custer như sau. Có quá nhiều kịch bản nổi trôi khắp nơi, chung quanh vấn đề Ukraine. Vì thế thay vì hỏi ông Tổng thống 9 câu hỏi, phải thế này hay là thế kia hay không, thì tôi chỉ hỏi, ông cần gì ở Ukraine? Ngay cả tôi có thể dùng một lời gồm 4 chữ. Và ông nói, tôi không cần gì cả. Tôi không cần trao đổi lợi ích. No quid pro quo. Tôi chỉ muốn Zelensky làm điều đúng, làm như lời ông ta đã vận động, hoặc là lời nói đi đôi với hiệu quả. Và đây là đoạn video. There were so many different scenarios floating around as to what was going on with Ukraine. So rather than ask the president 9 different questions, is it this, is it this, is it that, I just said, what do you want from Ukraine? I may have even used a 4-letter word. And he said, I want nothing. I want no quid pro quo. I just want Zelensky to do the right thing, to do what he ran on, or words to that effect. Ông Sondland là nhân chứng rất vui vẻ, thoải mái, tự tin, vừa trả lời, vừa như là đùa cợt. Mặc dù Adam Schiff cố lập luận đủ mọi khía cạnh để ép và ép, nhưng Sondland rất là vui vẻ, không có gì là ốc mỡ. Ông cũng nói không có gì là bí mật ở đây cả. Đến lượt ông Michael Turner, người Cộng Hòa, đặt câu hỏi cốt lõi. Không có ai trên hành tinh này bảo ông rằng là Tổng thống Trump trói buộc tiền viện trợ vào cuộc điều tra, phải hay là không? Và ông Sondland trả lời ngay là phải. Ông Turner, như vậy hôm nay, ông không khai để trói buộc Tổng thống Trump vào một âm mưu gửi tiền để đòi lấy điều tra. Ông Sondland trả lời, khác với tôi suy đoán. Ông Turner kết thúc, nothing, no fact. Không có cơ sở lập luận, không có sự thật. Và cần biết thêm 4 luật sư cho Sondland là Robert Luskin, James McDermott, Kwame Manland, Daniel Holman, là những ủng hộ viên của dân chủ. Robert Luskin là ủng hộ $130,000 cho dân chủ trong năm vừa qua. Không biết có phải là vì vậy mà trong bản khai của ông không có ghi luôn lời Tổng thống nói dứt khoát như trên, khiến cho Jim Jordan phải quạt lại. Tại sao? Và ông lại trả lời, hãy tin tôi đi, không có cái gì, không có mục đích trong đó đâu. I never said the president of the United States should be impeached. Nope, but you did. You have left people with the confusing impression that you were giving testimony that you did not. You do not have any evidence that the president of the United States was tied to withholding aid from Ukraine in exchange for investigations. I yield back. That the president never told you that the announcement had to happen to get anything. In fact, he didn't just not tell you that. He explicitly said the opposite. The gentleman from Texas just read it. You said to the president of the United States, what do you want from Ukraine? The president, I want nothing. I want no quid pro quo.
I want Zelensky to do the right thing. I want him to do what he ran on. What did he run on, Ambassador Sondland? Transparency. And dealing with corruption, right? That's right. Mr. Castor raised another important point. Why didn't you put that statement in your opening statement? I think you said you couldn't fit it in. Is that right? You said we might be here for 46 minutes instead of 45 minutes. It wasn't purposeful, trust me. Wasn't purposeful? No. Couldn't fit it in a 23-page opener. The most important statement about the subject matter at hand, the President of the United States, in a direct conversation with you about the issue at hand, and the President says, let me read it one more time. What do you want from Ukraine, Mr. President? I want nothing. I want no quid pro quo. I want this new guy, brand new guy in politics. His party just took over. I want Zelensky to do the right thing. I want him to run on and do what he ran on, which is deal with corruption. And you can't find time to fit that in a 23-page opening statement. You know what a quid pro quo is? I do. This for that. Right? Một điểm khác cho thấy ông ta và gia đình đang bị cánh tả bao vây và đe dọa tứ phía, đòi tẩy chay kinh doanh của gia đình. Đây cũng là một trong những lý do khiến ta có thể hiểu ông đang đánh võ say. Qua mấy ngày điều trần luận tội Tổng thống, nếu nói rằng là Quốc hội thì chúng ta đã bị tuyên truyền bởi cái loa mị dân. Bởi tất cả đầu đuôi chuyện này chỉ xảy ra khi bà Clinton thất cử 2016 và Hạ viện đã lọt vào tay Dân Chủ hồi tháng 11 năm 2018 vừa qua. Như vậy, thực tế, cách gọi đúng nhất, đây là một kịch bản chính trị của đảng Dân Chủ. Chúng ta ít nhất cần lưu ý vài điểm căn bản về thể chế tự do và dân chủ ở đây. Hoa Kỳ chỉ tồn tại khi nó còn quyền tự do tư tưởng, tự do ăn nói, tức là First Amendment. Và nền văn hóa Hoa Kỳ chỉ tồn tại khi trên đồng đô la còn in chữ chúng ta tin ở Thượng Đế, In God We Trust. Thế thì tại sao có tổ chức đi đây ngăn chặn, đốt phá, đánh người khi họ có tiếng nói khác với phi đảng của mình? Và tại sao lại họ đòi xóa cái chữ In God We Trust trên đồng bạc? Điều này bình dân có thể tự trả lời. Còn nền dân chủ vẫn dựa trên nguyên tắc thiểu số phục tùng đa cũng như mọi nơi, mọi thời điểm trên địa cầu. Có điều tốt quan trọng là theo lẽ tự nhiên, khi mà quyền lực nằm trong một cái khối đa số mà đa số đó lại vô lại, thì quốc gia, xã hội nhất định sẽ trải qua một giai đoạn vô phúc, phá sản nhiều mặt, đạo đức suy đồi. Bởi loại đa số này đặt quyền uy và lợi ích của tập thể của họ trên tất cả. Và dĩ nhiên, lập luận của họ chỉ là những chính trị mị dân, chỉ là những lời chính trị mị dân có giá trị phục vụ cho mục tiêu quyền lực đó mà thôi, chứ không phải là giá trị chung. Ngược lại, khi gặp trường hợp quyền lực thuộc về một đa số, mà đa số đó là có tôn chỉ giữ gìn giá trị chân lý, tôn chỉ chân thiện mỹ, hay là tôn chỉ bảo vệ tinh hoa văn hóa của nhân loại, đặc biệt là lẽ phải thông thường, common sense, đặt lên trên cuồng vọng của quyền lực, thì đây là giai đoạn của quốc gia, xã hội, người dân được hưởng phúc. Như vậy quá rõ, dân chủ hay không vẫn còn một điều kiện đủ, đó là cái tập thể đa số có trung chính hay không. Và đảng Dân Chủ Mỹ chiếm đa số hiện nay có còn tính trung chính hay không? Bình dân đã dư biết rằng không thể tìm đâu ra nữa. Trước mắt Adam Schiff giành quyền tối thượng, công bằng hay không công bằng, fair hay không fair, không là vấn đề. Biểu quyết và biểu quyết. Nhìn có vẻ dân chủ nhưng thực chất là trò hề hợp thức hóa quyền lực tuyệt đối của đa số. Bởi đa số này đoàn kết với cuồng vọng quyền lực luôn luôn thắng. Ủy ban tình báo Hạ viện gồm 20 người, trong đó dân chủ chiếm 12, 8 người Cộng hòa nhưng có ngày đến không đủ. Kiểu này nói đúng nhất chỉ là dân chủ cụi mà thôi. Ông Tổng Bí Thư Trọng ở Việt Nam cũng đã nói, dân chủ đến thế là cùng. Và cũng vậy, ở đây, ở Hoa Kỳ, bà Pelosi cũng dùng quyền đa số dân chủ với câu cứ thông qua bộ luật rồi chúng ta sẽ biết có gì trong đó. Đó là bộ luật Obamacare, là cửa ngõ đầu tiên để chuẩn bị vào xã hội chủ nghĩa. Có đến 3.000 trang, không ai đọc nổi trong vòng vài ngày. Và đây, lời của bà nói. Speaker Pelosi, though, made a different argument today. We have to pass the bill so that you can find out what is in it away from the fog of the controversy. Và sự thật, ông Trump vì an ninh quốc gia và không muốn phung phí tiền thuế vào kho của tham nhũng,
Ukraine là nước tham nhũng đã trở thành cách sống, tức là way of life. Ông Trump muốn điều tra Ukraine, Burisma và sự can thiệp của Ukraine vào bầu cử 2016, trong đó có sự liên hệ với hồ sơ bôi bác đánh hạ ông do phía Dân Chủ và bà Clinton tài trợ. Đây là điều thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải bàn cãi hay là chê trách. Trong đó có lợi cho kỳ bầu cử tới là chuyện đương nhiên. Con lừa chạy vào nhà, không có lý do gì chủ nhà sợ chủ của con lừa mà để cho con lừa cứ ị bậy được. Biết đầm lầy mà vẫn lội, sao lại trách người dọn đầm có lợi cho quốc gia? Xả đầm là một trong nghị trình theo lời hứa của ông Trump chứ không phải là mơ đây. Dân chủ nói là trong sạch nhưng lại mờ ám. Không ai ngồi trên pháp luật nhưng là chính họ đã làm như thế. Vì sợ khui ra cái hầm rác này mà dân chủ tìm cách đánh hạ ông Trump một cách gượng ép. Sự thật nhìn ra là như thế. Ngoài ra, mặc dù tấn công ông luật sư Rudy Giuliani của Tổng thống, nhưng dường như dân chủ chưa dám đụng đến, vì e rằng ông có thể đang thủ đắc một kho tài liệu tội trạng của dân chủ ở Ukraine như kho thuốc nổ, chỉ để bảo vệ ông khách hàng đặc biệt, đó là Tổng thống Trump. Ai còn hăng máu, muốn thử? Cứ việc châm ngòi thì biết. Mấy ngày luận tội, truyền thông thổ tả thì được những ngày bóm xèo, còn dân chủ thì lây hoay chưa biết phải tới lui như thế nào. Vì thực tế, không có dữ kiện để buộc tội Tổng thống. Suy đoán, cảm nghĩ người ta có tội của ngàn ngàn cá nhân cộng lại không thể thành một bằng chứng nhỏ để buộc tội, mà chỉ nổi lên những đống rác rưởi của những tâm hồn bệnh hoạn. Mới đây, Tổng thống Trump đã xông lên bảo Thượng viện đừng cản, mà hãy mở luôn phiên tòa để ông đối diện với Adam Schiff và người thổ còi. Đừng so với những lãnh đạo khác. Khi có cơ hội để chiến đấu thì ông Trump sẽ không dễ rút lui, chỉ vì ông chính là ông Trump. Và đến đây chúng ta thấy, thí điểm tòa án nhân dân, đấu tố tổng thống dân cử của dân chủ ở đây, đã và nhất định sẽ không mang lại kết quả như mơ tưởng kỳ quặc của một đa số cuồng vọng quyền lực, trừ khi nền dân chủ Hoa Kỳ cao chung. Và bài viết đấu tố tổng thống dân cử, dân chủ sẽ thảm bại, đến đây đã chấm dứt. Xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật vui và xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục Nói chuyện với bình dân trên diễn đàn độc lập kỳ tới.